Chào cả nhà nha. Hôm nay làm nhà làm xương xương. Cúp điện làm xương xương. Dạ. Thằng nó ổn đi không chạy đâu trời. Ôi, nó mua gì vậy? Nó mua gì á? Anh mua mồi thêm mà. Thì nó yêu thích cái gì nó mua anh đó. Nó ăn biết nuôi cái gì chứ bỏ thôi, mặn hết trơn. Nó nghĩ chưa có trớn nè. Qua lấy cái muỗng rồi. Ăn rồi lên hai nồi qua lấy muỗng. Rồi ta chia đã, ta thích cái chén. Ủa, đây. Chiên cho ông cứ. Chiên chưa giòn. Chiên chưa giòn. Cũng phải bốc đi. Cái gì này nặng đâu ăn. Ôi, gì bấy vô luôn hả? Rồi, mời cả nhà nha. Cái này đã khác hơn kia. Rồi, có mấy món cả nhà ơi. Cari, vịt cari. Cá đuối chiên giòn. Chiên gà hấp hành. Chụp đi, làm gì làm đi, có sao không? Dính vô được gì? Bánh mì. Chê người xấu rồi dính vườn chạy dính cái đai nha. Rồi bảy đâu? Bảy có lại không? Con không biết thứ hả, hai cây dầm thứ hả? 200 thứ hả cho bảnh rồi. Thầy 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 nhậu quá. Mày đi hết chị đưa nè. Vậy vậy? Tự cái con gần có gì có điện chứ. Mời cả nhà miếng cá đuối nha. Cá đuối chiên giòn nha nhà. Chấm mắm me. Cũng để giữa rau nữa. Quá ngon rồi. Cũng phải giữa cá đuối sao để tốt này. Phải cho chặt chậm. Cá đuối chiên nhà hay là đỡ mà tiện chi. Rồi mời cả nhà nó nha. Hồi nãy dạ. Làm cho nó để cái gà mà cái nhà không quá đâu chả thử nè bữa mẹ đi xin về cho ăn bữa mẹ là sao nhờ có xương đứa con chứ dạ. Ừ đó ăn nhỏ hết hẹn luôn uống đi mặc gì thì béo à. Làm mấy chân gà cá hấp hành này à. Chấm thằng thánh đây. Ba chân gà sẽ cầm với hai ông mình đó. Mời cả nhà nha. Vâng. Đâu rồi? Mời cả nhà miếng bánh mì nha. Giữa chả nguồn quầy chú sản. Giữa chả nguồn chú sản. Bố, ở đẳng luôn rồi. Tự nhiên cái đi lại chạy tới. Mời nhà đi. Chú Phạm đi làm đó hả? À, cái nhà nha. Vừa không chấm mắm me luôn hả? Dạ con muốn chấm. Cái mà mày sơ hở quay hoài đi, nãy giờ ta ăn mà quay hoài đi. Ăn nhiều quá rồi đó. Đó. Năm rồi ăn cơm. Dạ con muốn chấm. Chưa có bút nước luôn. Dạ con muốn chấm. Chấm cái gì? Không ăn bánh cán chấm rồi. Thêm món mới nữa nha ơi. Dịch quay. Báo cáo liền. Quyến lộn có cái đầu căng một lên rồi bỏ đóng đó, căng biết nào rồi. Đấy, gấp lên kia. Chữ nó mồm. Nè, dịch đá mà gấp đi trước đi. Ở nhà thì em giống quay. Quay giống. Đi vô quay được bớt, quay. Không giống quay. Có đi show up nữa hả? Ờ. Bữa nào anh đứng mình quay vùng 7 có đi đó, quay vùng 7 rồi. Rồi vô lại. Bận quay. Bận cái quần cọc không ra đi. Ở nhà nha.
nào đã như bãi mày đi bước vô cái mày quay. Chấm nước mắm á, nó mặn mặn nó mới dễ ăn á, nó kén ăn. Khăn giấy đây nè. Đây. Đâu nước chấm coi ba làm ngon không? Nè nước chấm nè, nước chấm nó thấy. Coi đây nè, dịch quay nè. Chấm ngon nè. Cái gì là tôi phá hai nhiều. Có chuyên làm cánh xoài hả? Quá mồi nha. Chấm gì? Chấm gì? Chấm gì? Quá. Quá bự. Bự đó bự. Rồi. Ăn rồi gấp quá nè. Đụng phải vô vô ôm rồi này kia mình nhường nhỏ gì đỡ quá. Mời cả nhà nha. Chấm nhiều nhiều. Ăn tim gà quá. Đi gà tối bên dưới tim gà mà. Hũ sữa. Cái này không mặn mà ăn gà hả? Bó. Cái này đi hết đi hết nổi. Chú ơi, mời nè cả nhà nè chú ơi. Lâu lâu giữ phải ăn cái món này. Cả nhà ăn trứng gà. Đó mà ăn gà cái gì à, thôi mua bẻ ăn trứng gà vô mua có hàng mà nó người ăn đây được. Ừ. Thấy gì đó. Nè. Thấy thấy à. Nó là nói chanh nè. À. Trứng gà với mình nữa. Cạp hồi là đầu cổ nè. Biết. À. Mâm bá mà ăn bánh mà bỏ đi ăn cơm. Mẹ gì vậy cơm. Đồ. Là nhà nó cũng đi nó nghe cho đi hoài nhưng mà tùy nó loại ngon chanh của Hà Lan á, cho mày hết lon nữa cao vô nè, một hai ba vô nó nhậu 1 triệu vàng một phần ừ. Ăn là bia là thử. Thì ba nói em ăn cả chị chứ về Sài Vina với Sài Gòn uống vô nó với cậu không? Đắng nhét. Mình nói ra cái người ta nói mình chỉnh chó. Thì đó, nói cái người ta nói vậy nhưng mà sự thật nó uống vậy. Mẹ nó ít thì nghỉ cũng được. Uống đắng nhét ăn với Vina. Bây giờ uống ba cái này lại uống ba kia uống được. Cái nói ra người ta nói mình chỉnh chó thì chơi. Ăn không biết sao vậy tỷ như vậy con uống ba cái Vina đi như năm lon rồi uống này ba lon con nghĩ cũng được quay để quay tôi nha về tháng lon 40 ngàn rồi uống uống lượng nữa lãng rồi cái gì rồi clip mình tới đây tạm dừng ở nhà, bye bye cả nhà nha, hẹn cả nhà clip tiếp sau nha, bye bye cả nhà.